Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành thép phủ màu sản xuất trong nước, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trải qua gần 8 tháng điều tra sơ bộ theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, kết quả điều tra cho thấy mặc dù biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đang được áp dụng, nhưng lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch có dấu hiệu bán phá giá với biên độ khá cao, từ 3,45% đến 34,27%, tiếp tục gây ra đe dọa thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép phủ màu trong nước. Vì vậy, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của Trung Quốc là từ 3,45% cho đến 34,27% và của Hàn Quốc là từ 4,48% đến 19,25%. Trong thời gian tới, để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan, thẩm tra xác minh số liệu và tổ chức phiên tham vấn công khai để tất cả các bên có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời đánh giá tác động toàn diện của vụ việc. Dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 4 năm 2019.